anh chị lên đây luôn ha, em chụp tấm hình luôn. Rồi ha, 1, 2, 3. Dạ rồi, mời chị tự nhiên ha. Được gì anh? Được tên chú. Bên đây là mừng. Chú chị các bạn cùng đến với kênh YouTube của em, kênh Lang Thang Nha Trang. Hôm nay thì một buổi tối sau khi mà gia đình của em có một cái buổi đám giỗ ông nội ở Cam Ranh, chỗ Cam Hải Đông ngay thủy triều mọi người ha. Và đại gia đình tập trung về rất là nhiều. Ở đây là có những người anh người chị của em ở Đắk Lắk, ở Buôn Ma Thuột. Họ là những người ở miền núi mọi người ha. Và bây giờ là em có hướng dẫn mấy anh chị ở đây đến một cái nhà hàng sao biển. Thì cái nhà hàng này là dưới chân cầu Bình Tân mọi người ha. Nơi đây thì lúc trước em cũng đã có review một video rồi, cũng rất được nhiều bà con đón nhận, rất là nhiệt tình. Ở đây là đang có một cái quán nhà hàng. Thì mấy anh ở Buôn Ma Thuột đang lựa hải sản mọi người ha. Bây giờ ăn xong rồi mình lấy cơm. Không có nhiều quá. Lựa được cái gì anh? Lựa tôm sú. Em nào qua bên đây nè, tha hồ nè. Chứ có tôm sú là cho mấy món kia rồi. Em coi bớt một chút thôi. Cái này ghẹ nè mọi người ha, ghẹ. Cái này là xeo. Ở đây là cua nè. Đây là rong nho, rong biển mọi người ha. Bên đây là mực. Ở đây là ốc nè, ốc giác. Ở đây là mấy con móng tay nè mọi người ha, móng tay, ốc hương. Đây các loại sò. Đây còi mai nè, ốc. Cá mú, cá chim. Đây tôm hùm. Này tôm sú. Quán sao biển này là cực kỳ thoáng mát luôn mọi người ha. Nằm dưới chân cầu Bình Tân đây. Ở xung quanh đây thì rất nhiều những cái quán nhà hàng hải sản. Và ngay cái góc ở phía bên đây mọi người ha, là một cái vựa hải sản mà lúc trước em cũng đã có review rồi. Wow. Bún nó rớt vào đây luôn mọi người ha. Mấy em đã bún rồi. Còn bên đây nữa nè em. Thank you.
Ở đây là một cái gia đình của những người khách. Dạ xin chào mấy anh chị ạ. Chào anh. Dạ chào mấy anh. Anh ơi cho em hỏi là mấy anh là du khách ạ? Người địa phương giới thiệu quán này ngon lắm, nên là ghé mấy lần rồi. Dạ đúng rồi, dưới chân cầu Bình Tân này là rất nhiều quán luôn, mà quán này cũng thuộc dạng rất là ngon. Thế có ông anh ông ở đây nên ông giới thiệu á. Dạ đúng rồi. Dạ. Okay, vô các anh hả? Dạ rồi. Dạ dạ. Mình ở tỉnh nào nha anh? Ở thành phố Hồ Chí Minh là dưới Đà Lạt xuống, mà lần nào xuống cũng ghé quán này hết trơn á. Dạ dạ dạ. Nay mình đi chơi được nhiều nha anh ha. Mới vừa xuống là ghé ăn hải sản luôn á. Wow, wow, quá tuyệt vời luôn. Dạ dạ. Thế nên là phải ghé đây trước á. Dạ dạ dạ. Trời ăn thua cái chỗ nó đó. Mấy anh chị lên đây luôn ha, em chụp tấm hình luôn. Rồi. Ok ok. Cảm ơn anh đẹp trai. Rồi ha. 1 2 3. Dạ rồi, mời anh chị tự nhiên ha. Rồi, chúc anh được nhiều view nha. Dạ. Cảm ơn anh. Bên đây có một chị đang đi chợ nữa mọi người ha. Wow. Tôm từ đó luôn, bốn giải đạch đạch luôn. Mấy em nó nhảy cũng khó bắt quá ha. Cái này mình lên món cho khách anh em ha. Gia đình này là vừa mới đến Nha Trang và dùng bữa tối liền mọi người ha. Ở đây toàn diễn viên không á. Bán rất là đông luôn mọi người. Một cái view nó là rất là thoáng mát, rất là đẹp. Quán này ánh sáng rất là tốt. Bạn mình có món chưa anh? Bạn mình lên món chưa? Mới lên được hai món. À, này lẩu hải sản ha, này nước lẩu nè. Còn cái này là mấy cái món hải sản để mà bỏ vào lẩu. Gỏi nè. Giới thiệu với quý cô chú chị các bạn, đây là bác hai gái của em. Đây là mấy người con của bác hai ha. Lâu lâu cái dịp hình như là chỉ một năm được hai lần thôi mọi người. Đám giỗ ông nội và bà nội thì mới có dịp là gặp mặt đại gia đình ở đây. Cái này là xôi rồi nè mọi người. Để em bỏ cái này vô ha. Cái này bỏ như vậy nè mới đúng nè. Đây có thuê phụ không? Rồi mấy anh đã buông bà thuộc xuống, cái này cứ để em. Cho nó sôi ha, rồi chút nữa mình bỏ rau vô đây là ăn được rồi. Ở đây là bàn tụi em kêu là tôm và cái mình mọi người ha, cái mình là hấp, còn cái đầu là để chiên luôn. Để bỏ lại xay thành bột. Cái đầu tôm chiên mọi người ha, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Vô. Vô mấy anh ha. Ở đây là gia lớn em kêu bằng anh không mọi người ha. Vô anh.
Cái đây là một cái đọc tôm mọi người ha. Nhìn tôm rất là mập. Bây giờ em thử chấm một miếng muối hải sản. Rồi bây giờ em ăn thử mọi người ha. Cái này là con lên múc lên gì con? Tốt hả? Nó ngon mà nó cái rau cái xương đồ á nó có thể nó đâm tùm lum hết ở phía trong nhưng mà nhai nó giòn nó ngon lắm mọi người. Bao nhiêu tinh hoa của con tôm nằm trong đầu này hết mọi người ha. Dạ xin mời. Mấy đứa ăn nữa đi con. Thật là non quá. Anh ơi dùng mấy anh. Dùng mấy. Rồi. Tại vì nó chắc ăn thịt rừng không á. Cũng ăn mấy này nhiều. Nhum nướng mỡ hành. Một con nó to bị lớn gì rồi nó teo lại bị lớn vậy thôi mọi người ha. Mấy cái thịt xung quanh nè. Xung quanh đây. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Rồi mấy anh dùng đi. Bên ơi. Anh ơi dùng đi anh. Rồi anh lái xe nó uống anh hướng. Này biết có bỏ gia vị không biết. Rồi người Đắk Lắk cho xin ý kiến nè. Ngon á. Nó hơi lạ miệng tí nhưng mà rất là ngon. Ở trên Đắk Lắk có nhum không? Cái đó có nhím không à? À có nhím không à? Đúng rồi, cái đây là nhím biển á. Cái đây kia là nhím rừng ha. Kia nhím rừng. Cái kia là một con nó tới mấy ký lận. Còn cái này là mấy con mới được thử ký. Hai gái của em mọi người ha. Những nhôm này bác hai nó là không biết ăn sao hết. Bây giờ bác hai lấy cái muỗng. Rồi. Rồi bác hai cào xung quanh á. Cào vậy hả? Dạ đúng rồi đó. Cái này ra hả? Có mấy cái vàng vàng mà nó dính trên thành á. Đúng rồi đó, mình cạy ra. Là cái gì? Đó là thịt của nhân của nó, thịt nhôm á, đúng rồi. Rồi xong rồi mình ăn mấy cái đó đó. Giờ bác hai ăn ha, xong rồi cho con cảm nhận ha. Rồi. Rồi bác cứ dùng thoải mái và tự nhiên ha.
sao dễ ăn không bác? Cái mùi vị đó làm sao? Rất ngon, ngon lạ, cái mùi lạ nó chưa bao giờ gặp bao giờ. Dạ. À, chưa nghe, chưa được ăn bao giờ. Dạ dạ. Đó, bác cứ chạy xung quanh đó ha, rồi. Rất đạt. Dạ, cái này tụi con thì một năm gặp được bác hai có một hai lần như mấy đâu. Nhờ những cái dịp mà đám giỗ gia đình thì mới gặp được. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, dạ. Qua năm sắp xếp nhiều lần hơn đi. Đúng rồi, qua năm sắp xếp rảnh em cho chạy lên Đắk Lắk chơi với gia đình. Dạ. Lên ăn đồ rừng ha. Dạ. Đắk Lắk thì ăn thịt rừng. Hay quá, cái con này sao nó có nhiều cái vẹt vậy? Sao bác, sao? Giống như là con sâu biển vậy. Đó là từng vịt vàng vàng nè. Đúng rồi, cái vịt nó vàng vàng nó chia ra thành từng nhánh đúng không? À đúng rồi. Nhìn giống sao biển ha. Đúng. Cái này là nhiễm biển ở trên chỗ Bắc Hai là nhiễm rừng. Đúng rồi. Còn cái này là nhiễm biển. Dạ dạ. Này qua mà nhiễm này nó không có gai. Ô, nhiễm này gai ấy đó nha. À, nó đây cái con ở đây hả? Không, nó đã dọn hết rồi đó. Cái nó đây hả? Dọn hết gai. Dọn hết rồi đó. À. Cái này á, cái này ha. Cái này bác gái nếu mà nó ở dưới biển á, mình đi mà mình vô tình mình đụng phải á thì mình sẽ rất là nhức, nhưng mà mình đừng cố gắng cạy cái gai nó ra. Mình lấy chanh á, mình nặng vô cho nó là cái gai nó sẽ tan ra. Chứ mình cố gắng mình nạy rồi nó sẽ càng nhức hơn nữa. Vậy mà bác tưởng cái lỗ bộ quả như da. Dạ không phải đâu, không đơn giản vậy đâu. Dạ dạ. Dạ, trên đây là món ốc hương răm me mọi người ha. Nhìn rất là hấp dẫn. Nhìn cái mùi nó chua chua ha, mặn mặn, nhìn là đã quá. Phải biết cách chế biến, biết cách rang, biết cách luộc, biết cách hấp. Chứ không thôi là mấy cái thịt mọi người, mấy cái thịt nó bị thụt vô. Mấy cái thịt nó bị thụt vô, mình lấy tâm mình cạy ra không bao giờ được. Lại là phải không được luôn, phải đập cái vỏ, đập cái vỏ mới lấy được. Lái xe cẩn thận anh ha. Rồi chào. Rồi chào anh. Chào bác hai á, chào bác hai. Dạ dạ. Bây giờ là gia đình của bác hai gái nhà em là lên xe về khách sạn nghỉ mọi người ha. Rồi sau đó là Sapa sẽ đi sớm về Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột. Dạ rồi, đi cẩn thận ha. Rồi xin chào, dạ bye bye. Xe bảo số 47 mọi người ha. À, quán thì cũng chuẩn bị dọn nghỉ rồi mọi người. Quán bán rất là đắt, khoảng gần 10 giờ tối là sẽ dọn nghỉ. Đây là dưới chân cầu Bình Tân mọi người ha. Dạ, và đến đây em cũng xin kết thúc video này. Rất cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi, đã cho em những lượt like, những lượt đăng ký kênh. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Chào tạm biệt.